Tiếp tục câu chuyện liên quan tới vấn nạn giải đinh trên tuyến quốc lộ 1A gây hoang mang dư luận thời gian qua, gần đây qua địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Vụ việc đã xảy ra cách đây khoảng 20 ngày, nhưng tại sao cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra đối tượng giải đinh, trong khi đó những hệ lụy của nó có thể gây ra cho người tham gia giao thông là rất lớn. Những chiếc đinh nhọn được cơ quan điều tra thu giữ tại hiện trường. Và theo như lời anh Trần Thanh Long ở thị xã Bỉm Sơn làm nghề hàn khẳng định, chỉ khoảng 3 đến 5 phút là có thể chế tạo ra một chiếc đinh 4 cạnh. Giá trị của khoảng 20 cái đinh, cao nhất cũng chỉ từ 15 đến 20 ngàn đồng. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra cho biết đã yêu cầu các cửa hàng hàn trên địa bàn ký cam kết không chế tạo đinh cho kẻ xấu. Nhưng theo như tìm hiểu của nhóm phóng viên VTC14 thì chỉ làm theo kiểu hình thức, tức là có hộ thì ký cam kết, có hộ lại không. Không, chưa thấy. Sao các anh lại bảo là ký rồi? Ký rồi đấy, mình chịu, chắc là quý ở nơi nào đó, chắc là quý mấy cửa hàng nào đấy, chứ đây chắc là khu giải đinh ở ngoài kia thôi. Ở trong đây thì chắc. Sau khi xảy ra vụ việc giải đinh trên tuyến quốc lộ 1A, các chủ cửa hàng hàn xì trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã tỏ ra khá bất ngờ và bức xúc vì đã có cửa hàng hàn tiếp tay cho kẻ xấu. Bởi lẽ đây là hành vi sai trái và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra tai nạn giao thông. Đấy là đúng là một điều sai trái, tôi rất bức xúc đấy. Nếu như mà không ngăn chặn được cái trường hợp để có thể lan rộng là nguy hiểm cho tính mạng cho người dân đi đường. Cái nguyên nhân chính ấy là mình nghĩ là cũng không có ai đứng đằng sau những cái vụ này mà liên quan đến vấn đề khác đâu, chỉ có những con người thôi, con người làm nên thôi, và con người làm nên để sau đó làm cái gì đó đấy, thì nói chung là thời gian cũng khó biết là ai đấy. Nhưng mà theo tôi nghĩ là chắc chỉ là cái người nào người ta không hiểu biết cả, người ta chỉ vì cái lợi nhỏ thôi làm ảnh hưởng rất lớn. Trong khi dư luận đang hoang mang, lo lắng và bức xúc, thì lãnh đạo công an phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, đơn vị phụ trách trực tiếp địa bàn, thì lại có cách nhìn về vụ việc này khá chủ quan. Thì qua quá trình giả soát các địa bàn lốp, thì thấy rằng những địa bàn lốp thì chủ yếu là bên Phú Sơn, Ba Đình và Quang Trung. Thì các cái trường hợp mà làm lốp thì cái thành phần đều là tốt cả. Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền những thông tin, hình ảnh về những chiếc đinh 4 chân xuất hiện trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Rất nhiều xe ô tô đi qua đã dính đinh. Ở bất cứ góc độ nào thì bánh xe lăn qua, đinh này đều có thể cắm vào lốp.